Em xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn sáng hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2024 và bây giờ là khoảng hơn 7 giờ. Vừa đưa bạn nào nhỏ đi học xong. Bây giờ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng ra trung tâm Sài Gòn. Sẵn đây em mua đồ ăn sáng luôn. Mình cùng đi dạo ha. Nhân ngày 8 tháng 3 và Lâm TV xin kính chúc tất cả người phụ nữ, cô dì, chị em lúc nào cũng luôn xinh tươi, luôn hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Hôm nay bầu trời rất là đẹp ha. Dạo này nắng sớm tối trễ mới có 7 giờ hơn thôi, mà thấy ánh nắng chói chang rồi đó. Tại đây là ngay góc của ngay giao lộ Lê Lợi, Hàm Nghi, rồi nói chung ngay đây ngày xưa là cái bùng binh đó. Chúng ta quẹo bên phải là cái hướng đi ra đường Hàm Nghi. Giờ mình sẽ đi mua bánh mì ở Như Lan. Như Lan thì chắc phải đi ra Nguyễn Huệ rồi. Hàm Nghi thì bên đây cái luồng xe đông quá, mình quẹo hơi khó. Sáng ở Sài Gòn mát mẻ ha. Tuy là trời nắng nhưng mà mình thấy không khí nó cũng se se lạnh, mát mát. Ăn sáng ở Sài Gòn thì nó có nhiều món lắm, nhiều món, hủ tiếu, phở, bánh canh, cơm tấm, rồi bánh nước, bánh cuốn, xôi, bánh mì, hủ tiếu mì. Bánh giò, bánh chưng. Ăn rất là bình thường, cũng biết ăn gì luôn. Nãy ra Như Lan mua mấy ổ bánh mì sẵn, chắc là mua bánh mì luôn quá. Phải mua bánh mì cho người chú. Buổi sáng yên bình ha. Các hàng quán người ta cũng chưa có mở cửa. Mình vì rất thích đi vòng vòng Sài Gòn buổi sáng. Siêu thị cũng chưa mở cửa ha, siêu thị mở cửa khoảng 8-9 giờ. Hôm qua ngoài đây là chặng đường, đang có còn chặng đường này chắc bọn đi ra không được rồi. Áo dài đi vòng vòng ngoài cũng quẹo quá trời luôn. Đang có chương trình gì ta? Áo dài thuốc tha. Rồi cái góc này rất là đẹp ha. Rồi bây giờ chúng ta đi đâu đây? Uh-huh.
Hướng này là Butter nè, Butter đi thẳng vào quận 3. Đó, tòa nhà cao cao là khách sạn Liberty Central. Chợ luồng xe này bớt bớt, ta quẹo hướng ngược lại là Quỳnh Thúc Kháng thôi. Con đường Lê Lợi đoạn này vẫn chưa có gì tiến triển ha. Phía bên phải nè, nhà vẫn đóng, cửa vẫn vẽ tùm lum, bản dán cho thuê vẫn đầy rẫy. Ở Sài Gòn hay bị vẽ tùm lum lên cái cửa nhà quá ha. Không biết mấy người vẽ đó người ta suy nghĩ gì sao. Đây xe máy được quẹo trái luôn nè. Quẹo ra con đường Công Lý ngày xưa đây. Ngày xưa ngay góc này, theo lời chia sẻ của chú anh chị thì có cái dãy bán sách cũ đâu ha. Con đường này người ta chạy xe hối hả ghê chưa. Buổi sáng ai cũng vội vã đi làm. Đây là quẹo qua Quỳnh Thúc Kháng nha. Vòng vòng ven đường buổi sáng thì cũng có rất nhiều người, người ta bán món này món kia. Tùy sở thích, tùy khẩu vị mỗi người ha. Ai muốn ăn món gì á thì ăn. Gần đây thì có quán hủ tiếu Thanh Xuân. Phía bên Tôn Thất Hiệp. Sự kiện áo dài thì bữa nay đi ra đây ai cũng áo dài thước tha hết trơn, đủ sắc màu. Ta quẹo qua đây Hồ Tùng Mậu nè, con đường Võ Duy Huy của ngày xưa, Võ Duy Huy Sài Gòn. Võ Duy Huy thì cũng có ở Phú Nhuận nữa, hôm nay là Phan Đình Phùng rồi, Ô Nguyễn Kiệm rồi. Ở đây thì chỉ có thương hiệu bán đồ ăn sáng nổi tiếng là Như Lan. Đó thì có bánh giò, rồi bánh mì đủ loại hết. Người bán xôi gánh ven đường.
Có những anh chị về Sài Gòn thì chỉ thích ăn khoai, ăn bắp, ăn xôi. Nhưng món này nó dân dã mà lâu lắm rồi, khi ở những đất nước hiện đại không có. Nó không phải không có mà không có thời gian để ăn, hoặc là những khi ăn không có cái khung cảnh của Việt Nam. Bánh mì quay, bánh mì cá, bánh mì xíu mại 30.000, bánh mì thịt nướng. Mọi người này đang cắt thịt. Chờ xíu nha. Thịt quay với thịt nướng đi. Dạ đúng rồi. Một quay một nướng. Ở đây thì có đồ chua rất là ngon. Bánh trung thu nửa cái nè. Bánh trung thu nửa cái này là nhiêu? 60 à. Rồi, chúng ta tiếp tục ra khu chợ cũ nha. Lần tôi định mua thêm một bánh mì nữa nhưng mà thấy tự nhiên thấy sáng ăn bánh mì hơi ngán ngán. Hơi khô khô ha. Buổi sáng mình lên tôi hay ăn món gì đó nhẹ nhẹ như là bánh giò rồi đó. Mua nào gọn gọn cái vô quán cà phê cái mình ngồi cái vừa nhâm nhi vừa thưởng thức ly cà phê. Tôi thích vậy.
này ta quẹo qua khu chợ cũ nè. Chợ cũ giờ người ta mới dọn hàng ra. Để gì đông quá đây. Bánh mì với chè. Phải đứng đợi mua nên đường hơi chật nè. Buổi sáng ở Sài Gòn nhẹ nhàng ha. Thông thả đi vòng vòng ngắm nhìn đủ thứ, món này món kia món nọ. Có những hàng quán mà mình chỉ thấy Sài Gòn buổi sáng mới có thôi, 8-9 giờ là nhân viên người ta hết rồi. Quẹo đây có quán hủ tiếu Thanh Xuân bên tay phải nè. Hủ tiếu này có bán cái bánh pate xô cũng rất là ngon rồi. Bên này có bánh không ta? Mình tự ghé mua mấy cái bánh thôi. Có bánh pate xô. Mấy cái? Dạ bán em 2 hả? Bao nhiêu cái à? 35 cái nè. Rồi chạy qua đây giúp em xin. Dạ. 5 cái ha. Dạ. Ở đây ngoài bán hủ tiếu thì có bán ăn bánh luôn. Bao nhiêu tiền anh? Rồi thôi 25 luôn. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Ê. Đây ạ. Rồi rồi. Đó, bánh pate xô nè. Người ta làm 25.000 cái nè. Ở đây bạn làm cũng rất là ngon, bánh này rất là nhiều lớp luôn á. Cái bánh này với một cái ly cà phê sữa đá là đủ. Sáng ăn 2 cái, trưa ăn 3 cái. Hoặc là sáng ăn 2 cái trưa cơm, chiều đem về 3 cái. Buổi sáng đơn giản như có vậy thôi. Đó, một vòng Sài Gòn buổi sáng chia sẻ anh chị và các bạn. Chúng ta có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng có được những cái khung cảnh thế này ha. Buổi sáng đi vòng vòng món này món kia. Có lẽ nhiều của tôi anh chị sẽ biết nhiều hàng quán hơn của đứa chị chia sẻ. Một lần nữa mình xin kính chúc tất cả của đứa chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc.
gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.